Chúng mình xua bóng ổn, ngay đi nên khi nhóm bằng hàng bì vị thi thơ một mà hộ một tiết cứ cha lục lạ sạch cổ cha lục lạ sạch cổ ní cứ ạ mình phải bạ thơ ấy bóng ổn cường xong nghi xua rô hay nghi nghi ấy cổ tầm sạch cổ phôi là o tớ hay nâng mình lái bị bình mục hay nâng thơ tập thử lụ tập mở mà rạch ảnh chẳng hết tam cho nóng cho nổi chất bỏ dương to lỡ con bằng ổn dữ nhóm xong bằng hàng bì vị thi thơ chun bóng ổn. Cho lấy chụp hàn phần lại cha động lạnh nắng cứ dương pra tập bình po hay nâng tâm phần răng ở đây đã tâm phần răng mà mở mắt nhưng hăng tâm rằng hai dân chập năm hăng bình to cắt các bạn trên tới nhà lấy hàn bình phong hai dương chập đam hàn sạch nhé bạn con chúng phu sạch cố cứ nhum vô sạch cố chờ lõ sạch chờ lõ sạch để thôi lõ chà cứ từng ngón cả lá cả lỗ bạn con chân sạch cố dương cắt và đào hay dương cắt từ tầng cắt chữ đông á đông phân lên tới đông phân nữa bông bồn lấy sạch cô dưng han hao yến hả bông bốn dưng chập đam phần lại cha lấy chập đam đạm trứng có dưng đạm mà sập phía có phân nắng cà phê cà phê cà lá là sập phía mà sập phía cà lá có toa máu ẩm bơ cà lá sập phía cà phê sai sụp món mà sập phía cà phê được nía toa máu tập phèn chóng dưng đạm mà sẽ phía bài với bông con hai cái tọa máu dương cũng thích đạp bên cha trồn tịnh cả đạp bên cha trồn nó vì thường ai sẽ cô dương ọt ngột hay tuần lõ hay ca bà lạ nó cứ dương tục ở dạ bê đạp ra mì ti đi tới bông con cho chị lõ cha lỡ là hai với nhưng áp tục đọc ra một tí sánh làm nhưng vô mà cha cha lỡ dân bạc lớn đặt tiền lại nhé cha bê đẹp thì dân chọc đâm cái đáy dân đặt lên chỗ cha lấy tiền nhưng cái đại lõi á cha sạch cô nếu mong ôn tới được thì hãy cái đại đại khát á làm bây giờ mọi sạch cô dưng sốt á cha tụi mắt đặt tâm phong chỗ tâm phong đấy nhưng mà phong tục hơi phải đặt cho má
sạch chỗ. ចាក់សាច់ចូលហើយបងប្អូនអាចជួបបានណាស្ទើរប្រៃផ្អែមបងប្អូនអាចថែមបានហើយសាច់ចូលអាចឆ្អិនរយជាងរយបងប្អូនអាចឆ្អិនសិតសិតសាច់រយណាសិតឆ្ងាញ់ហើយឆ្អិនខ្លាំងពេកសាច់នឹងទៅជាស្វិតវិញណាបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ដាក់ទឹកទឹកខ្ទិះណាទឹកខ្ទិះមកនេះ ចាំឥឡូវកន្លែងខ្ញុំបានរៀបចំរួចហើយណាមានសាឡាត់មានប៉េងប៉ោះខ្ទឹមបារាំងចាឥឡូវមុខម្ហូបរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនឃើញទេចា មុខម្ហូបនេះបងប្អូនធ្វើភ្លាមៗញ៉ាំភ្លាមៗគឺឆ្ងាញ់បើទុកយូរទៅអត់ស្អុយឆ្ងាញ់ទេដោយសារបន្លែយើងស្រស់បើទុកយូរទៅវាអាចចេញទឹកហ្នឹងបងប្អូនហើយមានទឹកជ្រលក់ហ្នឹងគឺមានក្រូចឆ្មាហើយនឹងបំរិតយើងណាបើបងប្អូនចូលចិត្តខ្ទឹមសបងប្អូនដាក់ខ្ទឹមសទៀតកន្លែងនេះខ្ញុំអាចបានដាក់តែពេលញ៉ាំខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសទៀតកូរជាមួយមើមរិតហ្នឹងទៅគឺឆ្ងាញ់ចាហើយបងមុខម្ហូបមួយមុខហ្នឹ
tặng ông mình tha bằng phụ ông mấy đứa cha hay để bạn cho mà mới không biết ổn đi nên khi nhung mình ở tại học con tuổi kia cha hay video này bằng nên khi nhung có xung phong ở bằng phụ ông chui share chui like chui subscribe nơi channel YouTube bằng nên khi nhung đưa cái đôi chi cả đạn luôn còn đắng đưa còn là đạn mẹ đây nên không thấy bằng nên khi nhung làm bấy nên khi nhung bạn thôi video cái đó bằng phụ ông ảnh mới khởi tiền cha lại cùng ai giờ thì dễ dú nên khi nhung có xung ở con bằng phụ ông là trầm đi hai chục điệp liệu bằng phụ ông là trầm đi được kia chụp nên là video cái đó thì xung ở con.